Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì vừa rồi chúng ta học qua cái phần đoạn 5 là như lý thực kiến, là thấy lẽ thật một cách đúng lý. Thì chúng ta đã đi vào một cái khái niệm để chúng ta biết rằng là tại sao các cái đoạn trong kinh Kim Cương được lặp đi lặp lại những cái tính cách là phủ định từ. Một cái vấn đề đó được nêu ra rồi phủ định, rồi mới xác định vấn đề đó là một cách như thật. Thì chúng ta vừa đi qua một cái khái niệm để tìm hiểu chung trong cái đoạn thứ 5 này. Và hôm nay chúng ta sẽ coi lại là sau khi chúng ta tìm hiểu được cái tính chất phủ định của Kinh Kim Cương, tức là phủ định tính duyên sinh, tính giả hợp, và phủ định cả vấn đề danh ngôn, sắc tướng, tất cả những cái này, để chúng ta thấy được một cái bản thể, một thực tại tánh không, mà ở đây không phải là không ngơ, mà ở đây là không thật, là một duyên sinh vô ngã. Trong cái phần đoạn thứ 5 này, chúng ta đã đọc khái lược qua, chúng ta thấy rằng Đức Phật nói: này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao có thể do nơi thân tướng mà thấy được Như Lai chăng? Và ở đây Ngài Tu Bồ Đề trả lời là: bạch Đức Thế Tôn, không thể do nơi thân tướng mà thấy được Như Lai. Bởi vì sao? Vì Đức Như Lai nói thân tướng đó chính là chẳng phải thân tướng. Cái chính chẳng phải này là chúng ta vừa rồi chúng ta đã được tìm hiểu. Tìm hiểu qua tính cách duyên sinh vô ngã, tìm hiểu qua tất cả các khái niệm ngôn từ, bởi vì tất cả các cái đó đều không nói lên cái tính chất thực của tất cả các pháp. Giống như cái ngôn ngữ của mình nói về một vấn đề, nó không hẳn là vấn đề đó. Mình cái miệng mình nói muối là mặn thì mình có cái khái niệm về mặn, nhưng mà cái vị giác về mặn là chưa bao giờ mình biết đến. Giữa cái khái niệm về cái mặn và cái thực tại của cái mặn, là một chân như của cái mặn, nó khác nhau hoàn toàn. Cho nên đó, ở đây các tổ hay là chư Phật sợ chúng ta không cảm giác được cái tính chất thực tại của các pháp, mà quý ngài phải nói một cách phủ định như vậy, để không khéo chúng ta trở thành cái kẻ là chúng ta biết cái đó nó không thực, nhưng mà chúng ta lại dính mắc vào danh ngôn không thực, chứ không phải là chúng ta thực chứng được cái không thực. Ví dụ như chúng ta nói là đường là ngọt, đây là chỉ là khái niệm thôi. Thậm chí chúng ta cầm cái cục đường trong tay mà chúng ta chưa có nếm thử, chúng ta cũng không có cảm giác được vị ngọt của nó nữa. Và bao giờ cái cục đường đó chúng ta bỏ vào trong miệng, chúng ta mới biết được rằng đường là nó ngọt thế nào. Vì vậy cái lý thuyết về đường ngọt, chúng ta đụng phải đường ngọt và chúng ta nếm đường ngọt, ba cái phương diện này nó hoàn toàn nó khác nhau. Bao giờ chính miệng chúng ta nếm được, cái lúc đó chúng ta không còn một danh ngôn nào để nói về đường ngọt hết á. Mà chúng ta biết ngọt không? Biết, bởi vì chính chúng ta đã nếm được điều đó rồi. Cũng giống như ở đây, chúng ta biết tất cả các pháp trên thế gian đều là giả tạm, đều là duyên sinh, đều là không thật. Khái thế biết của phàm phu thì không nhìn ra được cái đó. Mà ở đây chúng ta có khái niệm về cái đó, chứ chưa chắc chúng ta thực chứng về cái đó. Bây giờ ở đây Đức Phật nói là tất cả các cái pháp nó là duyên sinh vô ngã, nó là không thật. Người đời họ thấy cái nắp ly này là nắp ly, mà họ không có một cái khái niệm là nắp ly này là do giả hợp, là do duyên sinh, là do các cái loại cát kết tụ, và do nhiều yếu tố khác kết tụ gì cả. Họ không cần cái gì cả, họ thấy nắp ly là nắp ly vậy thôi. Mà cái thấy ở đây hoàn toàn cái thấy bằng cái không có phân biệt ở một cái dạng gì hết, mà họ là một người phàm phu mặc định cái chân lý tương đối nó là như vậy, thì họ cứ thấy nó là như vậy. Nhưng bắt đầu bây giờ mình khi mình học được Phật pháp, mình biết rằng Đức Phật nói tất cả các pháp đều là vô thường, tất cả các pháp đều do duyên sinh, mà cái gì duyên sinh là không thực, là vô ngã. Thì bây giờ mình hiểu, mình nhìn cái lắp ly này, mình có thể nói là cái này là duyên sinh, là vô ngã, là giả hợp. Nhưng mà lỡ nó rớt xuống cái bóp thì sao? Hả? Thì lúc đó chúng ta vẫn đau khổ, vẫn tiếc nuối. Chúng ta chỉ đang nói về cái duyên sinh vô ngã, chứ chúng ta đâu phải thực chứng được nó vô ngã, đúng không? Cho nên bây giờ chúng ta nói rằng con người chúng ta vì tự ngã này, vì đam mê, vì dính mắc, vì chấp bản thân này cho nên đau khổ. Thì thiên hạ trong cuộc đời họ là phàm phu,
Nhìn bằng con mắt phàm phu thì thật sự hoàn toàn họ dính mắc về bản thân, cho nên họ rất đau khổ, họ dính mắc, họ cố chấp, họ tham ái, họ thế này thế kia. Rồi, chúng ta nhờ học Phật cho nên chúng ta mới nói rằng thân này là giả tạm, tất cả các pháp là duyên sinh. Bản thân này do tứ đại hợp thành là đất, là nước, là lửa, là gió. Phân tích hay lắm, nhưng mà lỡ ai tán vô mặt cái bóp thì sao? Nổi máu lên không? Sân không? Như vậy thì ở đây chúng ta đang nói thân này là giả quyển, là tạm, ổ này kia kia nọ. Nhưng mà lỡ ai làm trầy xước chúng ta cái coi rồi chúng ta thấy thế nào? Như vậy thì khi lúc đó chúng ta vẫn nói được rằng bản thân chúng ta là vậy, vô thường là vậy, thì con người chúng ta về mặt phàm phu thì họ thấy như vậy đó. Họ ôm chấp bản thân này như vậy đó. Bản thân này của họ, cái này là ta, là của ta, là tất cả là sở hữu của ta, là ta tồn tại thế này, ta tồn tại thế kia, ta hưởng thụ thế nọ. Rồi mình học Phật rồi mình nói là Đức Phật nói là thân người là giả tạm không thật, do tứ đại này kia kia nọ, đất nước gió lửa hợp thành. Mình nói rảy vậy, lỡ ai mà sỉ mình cái coi biết, đúng không? Như vậy thì khi lúc đó chúng ta lại dính mắc vào danh ngôn, chứ chúng ta chưa phải thực chứng được rằng là chúng ta thấy thân này là hoàn toàn là giả hợp. Như vậy thì cái góc độ thứ hai là góc độ phải phủ nhận tất cả những cái điều đó, nhưng mà chúng ta chưa thực. Phải qua cái phủ nhận này nữa chúng ta mới thực. Và cái thực đó nó nằm ở ngoài thân xác này hay là trên thân xác này? Và khi chúng ta đạt được sự thực đó cũng ngay trên thân xác này. Cái quan trọng của nó là ở trong đây là vậy đó. Để phủ nhận tất cả những cái danh ngôn, cố chấp, sắc tướng gì đó, rồi chúng ta sẽ thực chứng đạt được nó, vượt qua hết tất cả những cái phương tiện của giả thiết, của lập luận, của ngôn từ. Chúng ta phải thấy ngay chỗ này nó là như vậy. Cho nên đây Đức Phật nói là ông nghĩ sao có thể do nơi thân tướng mà thấy được Như Lai không? Thật ra bản chất của Như Lai nó không lệ thuộc vào thân tướng. Và tự thân của Kinh Kim Cang này cũng định nghĩa Như Lai là gì? Kinh Kim Cang định nghĩa là Như Lai giả vô sở tùng lai, diệt vô sở cứ cố giết Như Lai. Như vậy thì Như Lai đó không từ đâu đến, không đi về đâu, cái đó gọi là Như Lai. Có nghĩa là chân như Phật tánh thường hằng là nó như vậy. Nó không do điều kiện yếu tố duyên sinh. Như vậy thì ở đây cái bản chất của các pháp hay là bản thể chân tâm Phật tánh của chúng ta là nó như vậy. Thân tướng 32 tướng đó nó cũng không lệ thuộc, không phải là do 32 tướng tốt đó mà mới có một Đức Phật, mà thật sự bản thể của Phật nó nằm trong tất cả chúng sinh. Như vậy ở trên mặt hiện tượng giới, chúng ta nhìn Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Và chúng ta thường thường chúng ta ở trên tất cả các chùa, trên điện Phật chúng ta thờ thì sao? Chúng ta hàng ngày kính lễ ai? Kính lễ Đức Phật. Mà Phật đó bằng Phật tượng, bằng xi măng, bằng gỗ hay là bằng đồng vân vân. Như vậy thật sự của gỗ đồng đó có phải là Phật không? Không. Nhưng mà bây giờ ở đây chúng ta dám phỉ báng hay là chúng ta dám là đem ra chúng ta chẻ hay là chúng ta làm thế này thế khác không? Chúng ta sẽ mang cái tội hủy báng Phật pháp hay là làm thân Phật chảy máu vân vân như vậy. Vậy thì bây giờ trên mặt hiện tượng giới chúng ta biết rất rõ tượng Phật đồng xi măng cốt thép đó là không phải là Như Lai, không phải là Phật. Nhưng mà ở đây chúng ta tạm mặc định cho cái đó là Phật. Nhưng mà chúng ta dính mắc vào cái là Phật thì chúng ta không bao giờ thấy Phật thiệt. Chúng ta phải thấy như vậy. Cho nên ở đó là Phật tướng, mà quan trọng nhất là Phật tướng để nhìn tướng để xoay lại tâm để nhìn lại Phật tánh là ở chỗ này. Vì chỗ đó cho nên chúng ta tự quy Phật là con trở về nương tựa Phật, là người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Nhưng mà cuối cùng chúng ta kết thúc bằng cái gì? Phải là tự quy y Phật. Có nghĩa là con xin quy y với tánh giác của chính con. Con nương tựa Phật, tâm Phật tánh của chính mình. Nhìn vào Phật tướng mà để xoay lại Phật tâm. Các vị phải thấy ngay chỗ này. Cho nên nhìn thấy Phật đó, cho đó là Phật, thì mãi mãi rằng không bao giờ chúng ta thấy được Phật của chính chúng ta. Cho nên chúng ta có nhớ cái câu chuyện mà Ngài Đơn Hà thiêu Phật không? Ngài Đơn Hà đi đến một ngôi chùa đó, Ngài thấy một cái ông viện chủ này cung kính Phật, lại Phật hàng ngày như thế. Nhưng mà thật sự là ông chỉ trọng kính Phật ở Phật tượng, mà ông không có tu để xoay lại Phật tâm.
Cho nên trong ngày hôm đó, một cái ngày mà trời lạnh giá rét, cho nên ngài đơn hạ thỉnh một vị Phật xuống, bắt đầu mới chẻ ra để làm củi đốt. Ông viện chủ ông thấy ông giật mình, ông nói tại sao mà ngài dám xúc phạm đến Đức Phật như vậy? Tại sao ngài chẻ Phật, ngài đốt Phật để ngài làm cái gì? Ông nói rằng tôi chẻ Phật để tôi tìm xá lợi. Ông thầy này ông nói là đây là tượng Phật bằng gỗ mà làm gì có xá lợi mà ông đi tìm, đúng không? Ông nói nếu mà Phật gỗ không có xá lợi thì thỉnh ông nữa xuống chẻ nữa. Cái câu đó, ngay câu đó ông thầy trụ trì tỉnh ngộ liền. Tỉnh ngộ là biết rằng thật sự nếu mà Phật thiệt thì trong Phật có xá lợi. Như vậy ở đây Phật là do tất cả các pháp không có hình tướng, không có danh, nhưng mà do chúng ta đặt vào, chúng ta nói đó chữ Phật thì tất cả ai cũng phải sợ chữ Phật. Vì sợ tội, sợ chữ Phật. Mà sự thật về mặt hình tướng thì nó là như vậy, nhưng mà về mặt tính chất là các pháp do chúng ta giả đặt. Chữ Phật chẳng có cái gì là Phật trong đó cả. Cho nên chính cái chỗ này tôi nhớ cái giai thoại của cái một vị tổ đó, hình như là Tứ Tổ Đạo Tín đó. Khi ngài Đạo Tín đi đến một cái núi nọ, và có một vị thầy tu cũng rất là cao, thì ông thầy này ông tu chung với cọp, với sư tử, với beo không à. Ông ở hoàn toàn chung như vậy. Thì khi ngài Đạo Tín cùng được cái vị thầy này mời vào trong cái hang động mà chỗ ông tu tập á, thì ngài Đạo Tín mới đi vô thấy mấy con cọp, beo, con sói tùm lum hết trơn, cái ngài giật mình. Cái lúc đó ông thầy đó ông cười tổ Đạo Tín. Tổ Đạo Tín là tổ thứ tư á, trong lục tổ, trong sáu vị tổ của Trung Hoa đó, là tổ Bồ Đề Đạt Ma, tổ Tuệ Khả, tổ Tăng Sáng, rồi tới Đạo Tín đó. Thì khi lúc đó đó ngài Đạo Tín mới thấy các cái con cọp, con sói, sư tử đồ tùm lum ở trong đó trên cái, ngài vô ngài thấy cái ngài giật mình. Cái ông thầy hỏi ngài cũng còn cái đó nữa hả? Cái vị thầy kia hỏi ngài còn cái đó nữa hả? Quý thầy phải hiểu ngay cái câu đó. Còn cái đó là cái gì? Cái ngã, cái chấp, cái gì mà cái ngài giật mình đó là còn tiềm ẩn như cái chấp tự ngã. Nhưng mà các tổ chúng ta rất là độc, khi mà đi sâu vào trong bên trong ngay cái chỗ mà cục đá mà ông thầy này thường ngồi đó, tổ Đạo Tín mới lấy mực viết lên cái chữ đó, chữ Phật. Cái ông này lên không dám ngồi. Cái lúc đó ngài nói ủa thầy cũng còn cái đó nữa hả? Các vị thấy những cái đầu mà giác ngộ ghê gớm, cao thâm vô cùng. Về cái mặt mà bản ứng tự nhiên của chúng ta đó, các vị nên nhớ khi nhiếp phục về phiền não á, một bậc thánh vẫn còn các vi tế phiền não ở chỗ là cái lậu của chúng ta đó. Các vị nhớ ngài Đại Thiên có đưa ra năm thuyết của ngài Đại Thiên không? Dư sở dụ vô tri, tha linh nhập, đạo nhân thinh cố khởi. Cái câu đầu tiên là dư sở dụ á, là ngài nói rằng một bậc thánh A-la-hán nằm trong chiêm bao vẫn còn xuất tinh. Ngài khẳng định là như vậy. Như vậy thì ở đây tất cả về mặt hiện tượng một bậc A-la-hán hoàn toàn chấm dứt rồi, tất cả các phiền não rồi. Nhưng mà tại sao về trong chiêm bao vẫn là như thế? Nếu một vị thánh có một cái chiêm bao như vậy thì vẫn có như vậy. Ngài đưa ra học thuyết này, thời kỳ các học thuyết của Thượng Tọa Bộ chống đối cái học thuyết này vô cùng. Nhưng mà trên thực tế rằng một bản thân của Niết Bàn hữu dư, tất cả những cảm xúc vui buồn khổ lụy đều có. Nhưng mà một bậc chứng thánh hay là như Đức Phật của chúng ta hoàn toàn có khả năng làm chủ và kiềm chế được cái sự đau đớn hay là các cảm xúc của thân xác. Cho nên ở đây các vị thấy rằng khi tổ Đạo Tín giật mình như thế, hoàn toàn nó là một cái bản năng rất là tự nhiên, cái phản xạ không điều kiện của con người, cho dù ngài là một bậc đắc đạo. Tức là những cái tiềm ẩn tự thân của một lậu hoặc sâu kín nó là như vậy. Vì vậy ở đây khi chúng ta đọc tới cái điều này, chúng ta cảm thấy rằng nhìn trên hình tướng mà để thấy được rằng đó là Phật, là Như Lai là chưa phải. Bởi vì 32 tướng tốt này không riêng Đức Phật mà có, chuyển linh thánh vương cũng vẫn có. Và thậm chí các thánh đệ tử của Đức Phật không trọn vẹn như Đức Phật, nhưng mà cũng có 30-31 tướng tốt, ngài A Nan chẳng hạn. Như vậy thì những đức tướng tốt này, một vị chuyển linh thánh vương cũng có, các thánh đệ tử có nhiều phước báo cũng có, chứ không riêng gì một vị Phật. Như vậy căn cứ vào 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp này cho là Phật thì hoàn toàn chưa phải. Vậy nếu 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp này là Phật
thì khi già và chết đi thì Phật ở đâu? Đức Phật có già không? Có chết không? Rồi như vậy là khi Đức Phật già, 32 tướng tốt đã ở đâu? Và khi Đức Phật chết thì Phật ở đâu? Như vậy nhìn trên mặt hiện tượng giới thì tất cả các pháp, cho dù thân xác của một Đức Phật cũng vô thường. Vì vậy cho nên một Đức Phật thờ trên chánh điện hay là một Đức Phật hình giấy chúng ta treo thờ, bằng cái tín ngưỡng chúng ta trân trọng Đức Phật, nhưng mà phải nhìn Đức Phật đó để soi lại Phật tâm Phật tánh, chấp hình tướng đó là Phật, thì suốt đời chúng ta không thấy lại tâm chúng ta. Và vì vậy cho nên tổ Trần Nhân Tông mới nói là phản quan tự kỷ mỗi thường quan là vậy. Tức là mình phải làm sao, mình phải soi xét lại chính mình trong từng giờ từng ngày như vậy, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên ở đây khi mà Ngài Tu Bồ Đề, Ngài đã rất thận trọng khi trả lời với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, không thể do nơi thân tướng mà thấy được Như Lai. Bởi vì sao? Vì Đức Như Lai nói thân tướng đó chính là chẳng phải thân tướng. Ngài Tu Bồ Đề khôn dễ sợ, nói rằng Đức Như Lai nói chứ không phải là con giác ngộ được điều đó. Cho nên mà khi trả lời như vậy chật là do Như Lai chật chứ không phải là do con, phải không? Giống như bây giờ tôi hỏi với các vị một điều gì đó, các vị hiểu điều đó nhưng mà các vị muốn chắc ăn là con từng nghe thầy giảng như thế là vậy, có nghĩa là tôi đâu dám nói chật, bởi tôi nói chật là tôi chật chứ đâu phải các vị chật. Cho nên khi các vị dẫn chứng trong các bài giảng cũng vậy, mình thấy cái điều đó không chắc ăn lắm thì mà mình biết rằng cái đó ở trong kinh sách nào thì mình nói là kinh sách đó tác giả nói, Đức Phật đó nói một cái điều như thế, thì ở đây chúng ta hoàn toàn chạy được tội, phải không? Có sai là do người đó sai chứ không phải chúng ta, còn trúng thì chúng ta lãnh. Thông thường là nói như vậy, mình nói trúng cái đấy thầy hay quá, nhưng mà chợt cái là do tổ đó nói hay là thiền sư đó nói chứ không phải tôi, đúng không? Thành ra ở đây cái ý của Ngài Tu Bồ Đề cũng vậy đó, là không thể do nơi thân tướng mà thấy được Như Lai. Ngài giác ngộ như vậy đó, Ngài biết rất rõ như vậy, nhưng mà Ngài nói là bởi vì sao? Vì Đức Như Lai nói, tức là Phật nói đó, là thân tướng đó chính là chẳng phải thân tướng. Rồi Ngài tiếp là Đức Phật bảo Tu Bồ Đề: phàm hễ cái gì đều là có tướng, phàm hễ có tướng đều là hư vọng, nếu nhận thấy được các tướng đều không phải tướng, chính là thấy Như Lai. Câu này chúng ta từng thuộc lòng quen là: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng, phi tướng tức kiến Như Lai. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng Như Lai muốn nói về cái Phật tánh, cái bản thể, cái chân tâm, chứ không phải nói Như Lai trên ngôn từ, trên lập thiết. Bởi vì một người nói là Phật có phải là Phật chưa? Phật cái đó Phật của ngôn từ. Một người nói giác ngộ có phải giác ngộ chưa? Bởi vì giác ngộ đó trên mặt ngôn từ. Cho nên là dựa vào hình tướng, dựa vào tất cả những cái hình thức mà để xác định đó là chân tâm, là Phật tánh, là Bồ Đề, là Niết Bàn, là điều không thể được. Mà thật sự cái từ ngữ đó dùng cho chân tâm, Phật tánh, Bồ Đề, Niết Bàn cũng không phải nữa. Nó mới là chân tâm, Phật tánh, Bồ Đề, Niết Bàn. Các thầy có hiểu ngay cái từ này không? Cho nên chính vì chỗ đó Luận Đại Thừa Khởi Tín mới nói là câu đó: ly danh tự tướng, ly tâm duyên tướng, ly ngôn thiết tướng, ly nhất thiết tướng, cố danh chân như. Tức là lìa tất cả các ngôn từ, danh tướng và nói về chân như. Và cuối cùng cái câu đó kết là cũng phải lìa cái từ mà gọi là chân như, nó mới chính là chân như. Cũng giống như vậy, chúng ta lìa tất cả những ngôn từ lập thuyết, những cái nói về cái hình thức về đường thì chúng ta mới cảm nhận được vị đường. Cho dù cái hình tướng của cục đường vuông tròn dài ngắn gì đó, nó cũng chưa phải là đường, nhưng mà phải nếm được cái cảm giác ở trong cái vị đường đó. Thì nếm được rồi thì không có hình tướng đường là thế nào, không có ngôn từ đường là thế nào cả, vì tất cả cái đó là giả tạm hết. Cho nên vì vậy ở đây đó là Đức Như Lai, chúng ta phải hiểu ở đây nói về tánh, phủ nhận hết tất cả các ngôn từ, các luận thuyết về các khái niệm về Phật tánh. Một người hằng ngày có thể luận về Phật tánh cả chồng sách như thế này, có phải người đó thấy được Phật tánh không? Có phải người đó đạt được Phật tánh không? Chưa. Như vậy một người nói tất cả mọi luận thuyết về Phật tánh, hoàn toàn người đó chưa là thấy được Phật tánh. Cho nên tất cả những cái đó chúng ta gọi là phương tiện.
Phương tiện là cách dùng cái cách thức đó, ngôn từ đó để lý giải được một vấn đề mà chúng ta chưa đạt đến. Đạt mục đích của chúng ta giống như kinh điển diễn tả mục đích của chúng ta là bờ giác ngộ, bờ bên kia. Còn chúng ta còn ở bên này. Chúng ta nói là tôi sẽ dùng chiếc thuyền này để tôi đi qua bờ bên kia. Như vậy tôi đến bờ bên kia chưa? Chưa. Bước xuống thuyền cũng chưa. Thiền chỉ là phương tiện. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy là tất cả các lời lẽ của kinh điển cũng chỉ là vấn đề mô phỏng về chân lý, chứ không phải là chân lý. Chúng ta nên nhớ vậy. Cho nên ai nói là kinh điển là chân lý hoàn toàn sai. Kinh điển không phải là chân lý, kinh điển là thuyết minh về chân lý. Chúng ta phải biết rất rõ như vậy. Cho nên nói về chân tâm Phật tánh từ kinh điển thì kinh điển mô phỏng về chân tâm Phật tánh, chứ không phải là kinh điển là chân tâm Phật tánh. Vì vậy mai này các vị học bản kinh Viên Giác với Hòa Thượng Thiện Lạc á, các vị sẽ học tới một cái câu là nhất thiết tu đa la giáo như tiêu nguyệt chỉ, là ở chỗ này. Tất cả các kinh điển như là ngón tay chỉ mặt trăng. Mục đích là ngón tay là phương tiện để chỉ mặt trăng. Nếu chấp ngón tay là mặt trăng thì hoàn toàn không bao giờ thấy được trăng. Vậy như vậy đó, thì kinh điển là ngón tay đó. Như Lai chân tâm Phật tánh là mặt trăng. Nếu chấp ngón tay là mặt trăng đồng nghĩa với là chấp kinh điển này là chân tâm Phật tánh, thì ngàn đời này chúng ta không thể giác ngộ được. Chính vì chỗ đó cho nên là ngày xưa, cái ngày thần tán, sau khi ngài giác ngộ, ngài trở về thăm thầy mình, thấy thầy mình lớn tuổi rồi mà vẫn chưa giác ngộ. Thầy mình hằng ngày vẫn đem cái kinh điển ra để tụng. Thầy mình lấy cái tụng kinh làm sở đắc. Cho nên ngài thần tán mới thương tâm, mới nghĩ rằng là thầy mình tụng như vậy, biết bao giờ thầy mình mới ngộ đạo, mới liễu sanh thoát tử đây. Mặc dầu thần tán là đệ tử, cũng không dám vượt quá lễ giáo đối với thầy, nhưng mà ngài cũng nghĩ cách rằng nếu không tác động nào đó để giúp thầy mình ngộ đạo thì cái điều này đối với mà học trò, với cái sở đắc của mình cũng thấy thiếu. Cho nên hôm ngài thần tán mới tắm rửa cho thầy mình đó, thì ngài thần tán mới vỗ vỗ cái lưng của thầy mình nói rằng điện Phật đẹp quá mà không có linh. Ông thầy mình nói thằng này đi học lâu ngày dễ nói gì ta. Ông có không để ý gì. Thì một hôm á, thầy mình mới đem kinh ra tụng. Thì trong cái ngồi bên cửa sổ để tụng kinh, thì cái cửa sổ ở bên Trung Quốc thay vì kiến, nhưng mà họ dán cái giấy để họ lấy cái ánh sáng vậy thôi, nhưng mà để ngăn mũi, ngăn ong rồi này kia nọ đó. Thì ở đây cái ngài mới thấy cái con ong nó bay ra cửa sổ, nó thấy sáng, nó tưởng là không gian bên ngoài cho nó bay, nó sắn vô mà nó ra không được. Thì ngay lúc đó ngài thần tán hầu thầy đang tụng kinh, ngay đó ngài mới nói một bài kệ. Ngài nói là không môn bất khẳng xuất, đầu sông giả thái suy, bách niên toản cổ chỉ, hà nhật xuất đầu thì. Thì ông nói là không môn bất khẳng xuất là cái cửa mà nó không có kiến, nó trống rỗng thì không có chịu chui ra. Không môn bất khẳng xuất là vậy. Sao mà cái những cái nơi mà không có dán giấy trống lỏng gì vậy mà không chịu mà chui ra vậy. Nói là nói con ong á, chứ không phải nói thầy mình, nhưng mà cái đó là ám chỉ thầy mình đó. Không ngôn bất khẳng xuất, đầu sông giả thái si. Mà sao ngu quá mà đi cứ nhà cái cửa sổ mà dán giấy mà cứ chui ra hoài là sao chui được. Rồi lấy giấy này để so sánh với giấy kia, bách niên toản cổ chỉ. Tao nói với mày á, tức là nói với con ông á, 100 năm nữa mà mày dùi cái đầu này có mày ra khỏi cửa sổ hay không. Toản cổ chỉ là giấy xưa này, bách niên là trăm năm mà cứ dùi cái giấy xưa này hoài đó coi ra được không. Cái ý ngài thần tán là nói cái con ông như vậy đó. Hà nhược sức đầu thì, 100 năm nữa đi mà lủi cái đầu này ra coi mày ra khỏi được cái cửa sổ này không. Hà nhược sức đầu thì là ngày nào mà thoát ra được. Trong đó mới ám chỉ là ông thầy là thầy cứ tối ngày thầy tụng kinh hoài đi, dùi mực ở trên giấy gì vậy, 100 năm nữa thầy cũng không có giác ngộ được chân tâm Phật tánh gì đâu. Nhưng mà không có dám nói, mượn cái con ong mà nói như thế. Sau cái bài kệ này thầy tỉnh ngộ.
ngộ ngay liền. Đó. Cho nên các vị thấy những cái điều này để nói lên cái gì? Kinh điển không phải là chân lý, kinh điển là phương tiện. Đó. Cho nên chúng ta mới thấy cái từ nhất thiết tu đa la giáo như tiêu nguyệt chỉ là gì vậy? À. Nương ngón tay này để thấy mặt trăng, mục đích của chúng ta là thấy trăng chứ không phải là thấy ngón tay. Nếu chúng ta chấp ngón tay là trăng, chẳng những chúng ta không biết trăng mà cũng không biết được ngón tay luôn nữa. Các vị thấy chỗ này. Vì vậy ai chấp văn tự kinh điển cho là Phật thì chẳng những không thấy Phật mà bản chất của kinh điển chúng ta cũng không hiểu luôn, cũng không thấy được điều gì luôn. Vì vậy khi chúng ta đọc kinh chúng ta làm phước, cái điều đó có phước không? Có phước hoàn toàn. Tôi không phủ nhận được cái điều đó là không có phước. Trì kinh, đọc kinh là có phước. Nhưng mà cái phước đó nằm trong cái đâu? Nó nằm không phải là trong kinh Kim Cang này. Cái phước đó nó giúp chúng ta nhiều đời nhiều kiếp trong cái phước báo hữu lậu nhân thiên. Tức là chúng ta được thừa hưởng những cái phước báo gì đó trong cái quá trình sanh đi tử lại trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà về vấn đề khổ đau và liễu sanh thoát tử, chúng ta không bao giờ có được từ những cái đó. Cho nên dùng kinh điển là nương tựa vào kinh điển để thấy được Phật Pháp thân của chúng ta mới là quan trọng. Phật Pháp thân của chúng ta nó không lệ thuộc vào hình tướng của một con người, hay là một hình tướng người nam, hay là một hình tướng của người nữ. Phật Pháp thân hoàn toàn không lệ thuộc vào 32 tướng tốt, hay là một thân phận của một kẻ nghèo hèn, hay là một của nữ nhân. Phật Pháp thân chúng ta là nó không lệ thuộc vào cái gì cả. Tất cả các hình tướng là do từ phước báo mà thành. Vì vậy cho nên ở đây khi chúng ta học được cái bản kinh này, chúng ta sẽ cảm thấy rằng chúng ta nhẹ dính mắt lần với tất cả các khái niệm ngôn từ để chấp mắt về chân lý. Cho nên hôm qua tôi có nhớ quý thầy có hỏi thầy Nhật Tượng câu mà tôi đi xuống tôi nghe thế nào là y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ đó. Y trí bất y thức và y liễu nghĩa kinh bất y bất liễu nghĩa kinh đó. Là cái này là cái chỗ mà chúng ta nên nhớ. Cái chỗ y trí bất y thức là chúng ta có hai cái phương diện là trí hữu sư và trí vô sư. Phần lớn ở đây chúng ta hoàn toàn chúng ta nhận thức được Phật giáo bằng trí hữu sư, bằng cách là chúng ta tìm để học. Cái đó gọi là thức của chúng ta. Nhận thức, phân biệt, hiểu biết, so sánh, tỉ giảo. Cái hiểu biết đó hoàn toàn không qua khỏi là pháp giải thoát mà đó là phương tiện để đến giải thoát thôi. Còn ý chí là cái trí vô sư, là cái bản thể chân tâm Phật tánh của chúng ta, là cái pháp thân của chúng ta. Cái này không do học mà được. Các vị nên nhớ là như gì? Cái pháp thân này không do học mà được. Chúng ta đọa địa ngục pháp thân này cũng thế, chúng ta lên trời pháp thân này cũng thế, chúng ta chui vào thân xác của một con heo bò trâu chó nào, pháp thân này vẫn không bao giờ đổi thay. Pháp thân này không đổi thay vào tất cả các hình tướng, nhưng mà nghiệp cảm thì có đổi thay. Khi là thân nữ, khi là thân nam, khi là thân đẹp, khi là thân xấu, khi là súc sanh, khi là ngạ quỷ, khi là trời, khi là người. Nhưng mà pháp thân này không lệ thuộc vào tất cả các hình tướng đều được thay đổi đó mà nó thay đổi. Nó là như vậy. Cho nên ở đây để đi vào trong Phật pháp thân thì đừng bao giờ dính mắc vào những khái niệm về pháp thân. Đừng dính mắc vào hình tướng là pháp thân. Cho nên hình tướng Phật, hình tướng này, hình tướng kia không phải là Phật pháp thân. Nương nơi Phật tướng đó để xoay lại Phật tâm là điều kinh văn muốn dạy cho chúng ta ngay chỗ này. Cho nên ở đây đừng dính mắc hình tướng, cho hình tướng là công phu, là sở đắc, là thất bại. Cho nên trong bài giảng tôi giảng tại chùa Hoằng Pháp có một bài giảng đó là vượt qua phương tiện á. Tôi có nói cái điều này. Vượt qua phương tiện có nghĩa là tất cả sự dụng công của chúng ta đều là phương tiện. Bất cứ một hiện tượng gì xảy ra trong cuộc đời tu tập của chúng ta cũng chỉ là cái biểu tướng của công đức chúng ta dụng công. Dính mắc vào những hình thức đó, dính mắc vào những cái tướng trạng đó do công phu tu tập là chúng ta sẽ chết tại đó, dậm chân tại chỗ tại đó. Và không bao giờ vượt qua được cái đó thì không bao giờ đi vào cõi Phật được. Cho nên muốn đi vào cõi Phật phải vượt qua những phương tiện đó. Cái phương tiện đó tôi cho như là một cái từ mà chúng ta là hay dùng, đó là được cá thì quên nơm mà được chim thì bỏ ná, là chỗ này. Tất cả các phương tiện phải bỏ để đạt được cái mục đích của nó. Giống như là qua được tới bờ thì phải bỏ thuyền. Ở đây là phải thấy rất rõ là như vậy. Cho nên ở đây
Đức Phật dạy là không thể do nơi thân tướng mà thấy được Như Lai, bởi vì Đức Như Lai nói thân tướng đó chính chẳng phải là thân tướng. Thân tướng của Như Lai không lệ thuộc vào cái đó, không thể thuộc vào cái tướng ngồi, tướng nằm, tướng đi, tướng đứng, tướng gì cả. Các vị có nhớ cái câu chuyện thiền của cái ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng và ngài Mã Tổ Đạo Nhất không? Một hôm ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng mới thấy Mã Tổ Đạo Nhất đang ngồi thiền, thì ngài Hoài Nhượng ngài mới gặp hỏi là thầy ngồi làm gì đó. Thì lúc đó là ngài Mã Tổ mới nói là dạ con ngồi để làm Phật. Ngài Hoài Nhượng không nói gì hết á. Một hôm đó ngài đi kiếm cái ngói á, ngài lại ngay cái chỗ mà ngài Mã Tổ đang ngồi thiền á, ngài mới lấy hai miếng ngói ngài mài cọ cọt kẹt gì bên tai hoài. Ngài Mã Tổ ngồi mà bị người thác quấy rối bên tai ôm sòm cho nên là khó chịu, mới nói là hòa thượng làm cái gì đó. Cái nói là ta mài ngói. Ngài mài ngói để làm gì? Nói ta mài ngói để làm kiến, làm gương. Thì lúc đó Mã Tổ cảm thấy là khó chịu cho nên nói là bản chất của nó không có soi sáng mà ngài mài bao giờ mới trở thành gương. Thì lúc đó ngài Hoài Nhượng mới nói câu với Mã Tổ rằng vậy chứ thầy ngồi vậy chừng nào thầy làm Phật. Ngay cái lúc đó ngài Mã Tổ giật mình. Lúc đó ngài Hoài Nhượng mới nói thêm rằng một chiếc xe mà do con trâu kéo, mà khi chiếc xe không đi thì ngài đánh trâu hay là đánh xe? Lúc đó ngài Mã Tổ lại im lặng hoàn toàn, là hiểu sâu thêm một vấn đề nữa. Cho nên ngài mới nói rằng á, Phật không lệ thuộc vào tướng ngồi. Nếu ngồi cho là Phật là giết Phật. Cho nên khi mà phân tích ra những cái điều đó, chúng ta mới thấy được rằng những người đắc đạo mới nói cái chỗ này. Còn chúng ta chưa đắc đạo, chúng ta phải lấy tướng ngồi làm công phu. Khi chúng ta trên con đường tu tập phương tiện, chúng ta phải lấy tụng kinh, bái sám, lại Phật, sám hối, tất cả làm phước báo để làm công phu. Bởi vì chúng ta chưa đạt đến chỗ này. Chúng ta chưa đạt đến chỗ này mà chúng ta nói kiểu tổ sư thiền là chúng ta chết. Phước báo cũng không mà tội lỗi chất chồng. Cho nên không khéo tôi nói là học kinh điển Đại Thừa mà chúng ta không khéo, chúng ta trở nên nói ngông là chỗ đó. Dùng ngói để che đậy những cái dở xấu tệ lười biếng của chúng ta, là tôi muốn nói như vậy. Còn khi đạt ngộ rồi thì được. Giống như tôi đã từng cho thí dụ với quý thầy là người đuôi nói tròn sáng thì không có đúng, chỉ người có thấy đường nói tròn sáng mới đúng thôi. Bởi vì người đuôi chỉ nghe người thấy đường nói rằng mặt trời tròn sáng thì họ lặp lại mặt trời tròn sáng, nhưng mà họ không có hiểu thế nào là tròn và thế nào là sáng, bởi vì họ đâu thấy đâu. Vì vậy cho nên trong kinh điển dạy chúng ta là khi đạt đến chỗ này chúng ta mới có thể nói là những điều như thế này được ha. Chúng ta hôm nay học để biết rằng kinh văn Đại Thừa và cái cao siêu trong Phật Pháp nó như thế nào. Nhưng mà khi chúng ta chưa được, chúng ta phải lấy phương tiện làm công phu. Còn khi chúng ta đạt được rồi thì chúng ta không có dính mắc cái này nữa. Giống như là chúng ta học đại học rồi thì không có cầm cái chữ ABC, cái bảng mà củ chương 21, 22, 24, 23, 6 gì nữa. Chúng ta cũng không học ABC, A bờ cờ, giờ đời gì đó. Không nữa, bởi vì chúng ta bây giờ là đại học rồi, làm sao mà đi học cái này. Nhưng mà chúng ta chưa bao giờ bước vào được lớp 1 thì chúng ta phải học cái này. Bởi vì lớp 1 chúng ta chưa tới mà nói chuyện cái lớp đại học làm sao mà học được. Nói vậy là nói khoác, nói vậy là nói ngông. Bởi vì bản củ chương mà cộng trừ nhân chia còn chưa thuộc thì lấy cái gì mà có thể là hiểu được các cái khác. Còn như cỡ tổ Huệ Năng thì ngài nói được. Ngài thấy một người chấp vào cái hình tướng ngồi thiền, ngồi mà chưa có đắc, lấy cái tướng ngồi để chấp cho cái sự công phu của mình. Cho nên ngài nói sao? Khi sống ngồi không nằm, khi chết nằm không ngồi, một đống xương hôi thối lấy gì làm công phu. Nhưng bây giờ mình nói ra là người ta chỉ vô mắt mình đó. Cho nên ở đây khi tổ nói có nghĩa là tổ đã trở thành đại học rồi, chứ không phải tổ đang học bản cửu chương. Còn chúng ta là đang học bản cửu chương, phải học để trải qua hết cái phương tiện này rồi mới tính. Từ lớp 1 đến lớp 12 là 12 phương tiện để cho chúng ta vào cửa đại học. Như vậy đó. Thì tất cả những cái này nó đã ở một mức độ thượng thừa. Nhưng mà thượng thừa với một cái trí của thượng thừa,
không phải là một ý chí phàm phu của chúng ta đang tập tễnh học hành như thế này. Đó. Cho nên là khi Ngài nói là không dính mắc vào thân tướng, bởi vì các thân tướng chẳng phải là thân tướng. Hành tướng ngồi thiền có phải là thiền không? Thiền của chúng ta có thể đạt được trong đi đứng nằm ngồi. Tướng thiền là một trong bốn quay nghi chứ chưa phải là thiền. Cái đó là hình tướng ngồi thiền thôi. Còn thiền muốn đạt được là trong tâm. Cho nên các tổ từng nói là nếu mà thấy tánh thì ngay nơi giữa trận trường múa kiếm cũng vẫn thấy tánh như thường. Chứ không phải là do ngồi mới thấy được tánh đâu. Chúng ta phải thấy được chỗ đó như vậy. Cho nên Đức Phật ở đây phá hết tất cả các cái kiến chấp của chúng ta. Không phải là không có gì nha. Và không ở đây lại càng không phải là không để đối đãi với cái có. Cái không này là không duyên hợp. Cái không này không giả có. Phải thấy được như vậy để thể hiện được cái thực tại tính trong tất cả các cái hiện hữu như vậy. Nhìn thấy được thực tại trong ngôi nhà, đồi núi, cây, chùa, con người, tất cả mọi thứ là thực tại tướng nó như vậy. Thấy được tướng duyên sinh đó thì thực tại tướng nó cũng ngay cái tướng duyên sinh đó mà chúng ta thấy. Giống như vừa rồi tôi đọc một cái đoạn của Hòa Thượng Chân Thiện đã phân tích cho các vị thấy về cái thực tại tính không như vậy đó. Rồi Đức Phật dạy tiếp là phàm hễ cái gì có tướng đều là hư vọng, nếu nhận thấy các tướng đều không phải tướng chính là thấy Như Lai. Như vượt qua hết tất cả các phương tiện là vào đất Phật, chứ không có gì cả. Phàm cái gì có tướng đều là hư vọng, cái câu này ai cũng thuộc lòng. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai. Như vậy thì ở đây tất cả các gì có hình tướng đều là hư vọng, đúng không? Trên căn bản tất cả mọi thứ đều là hư vọng mà. Cái bông này là giả hợp, cái ly này là giả hợp, cái micro này là giả hợp. Tất cả các này thì không thật, đều là hư vọng mà. Cái ngôi nhà này cũng duyên sinh, cũng giả hợp. Cái bàn này là thật hay là giả? Như vậy là chúng ta nói giả bằng cái gì? Giả bằng lý thuyết. Chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể hiểu được, có cái khái niệm về cái giả này. Chúng ta hoàn toàn chúng ta biết cái bàn này tự thể của nó là không. Tức là cái bàn được hình thành từ những cái không phải bàn. Chúng ta bẻ ra một chân, chúng ta hỏi cái này có phải bàn không? Không. Và khi nó còn là một cái cây nào đó, cái khúc gỗ đó có phải là bàn không? Cái đinh này có phải là bàn không? Cái mặt miếng dán này có phải là bàn không? Nhưng mà tất cả những cái này gộp lại gọi là bàn. Cái này chúng ta học kinh Na Tiên Tỳ Kheo thì chúng ta biết, đúng không? Cái sự đối đáp giữa Ngài Na Tiên và vua Di Lan Đà đó, giữa chiếc xe và bản thân của Đức Vua đó. Khi vua Di Lan Đà đến đây hỏi đi bằng ngày đi bằng gì, nó đi bằng xe. Thì lúc đó Ngài Na Tiên chọc ngay câu đó lụm vua liền. Nó bá quan văn võ nên làm chứng nha. Đức Vua nói là Ngài đến đây bằng xe. Rồi lúc đó Ngài Na Tiên mới hỏi vậy. Vậy chứ hỏi Ngài cái trục có phải là xe không? Cái vua nói không, đúng không? Cái dành có phải là xe không? Không. Cái bánh có phải là xe không? Không. Cái thùng có phải là xe không? Không. Cái càng có phải là xe không? Không. Ủa vậy Ngài nói đến đây bằng xe mà tôi hỏi cái gì là xe, Ngài cũng nói không phải xe. Vậy chứ là cái gì? Cho nên chính cái chỗ đó mà đầu tiên Ngài lợi, Ngài Đức Vua mới hỏi là Ngài có phải là Na Tiên không? Nói không, tôi không phải là Na Tiên, nhưng mà mọi người tạm gọi tôi là Na Tiên. Một cái câu nói hoàn toàn có bậc chứng đắc chứ không phải là chuyện bình thường. Mai này hỏi lại, thầy có phải là thầy Phước Tiến không? Không. Thầy tổ mọi người tạm gọi tôi là Phước Tiến, chứ tôi chả có gì Phước Tiến hết. Ta lụm cái lỗ tai tôi không biết tôi nói làm sao. Ta lấy dao lại là xẻ ngay lỗ tai tôi liền, đúng không? Bởi vì đâu phải là tôi đâu. Thành ra ở đây chúng ta thấy rằng cái gì? Tất cả các tướng đều là hư vọng. Cái bàn này là nó là hư vọng. Mà những cái người giác ngộ là thấy được ngay, chứ không phải bằng cái chứng suy tư như chúng ta. Cho nên đó, ví dụ bây giờ các thầy cứ hiểu là cái bàn này nó có mặt trên cuộc đời này, nó có phải là nó nói với các thầy là tôi là cái bàn, có không? Cái này hoàn toàn là do con người mặc định nó là bàn.
thì tất cả thiên hạ ai cũng nói là bàn. Nhưng mai mốt tôi nhìn cái này tôi nói nó là cái ghế, các vị nói sao? Các vị nói tôi khùng, đúng không? Cái này là cái bàn mà tại sao thầy nói nó là cái ghế? À, như vậy thì ở đây, nhưng mà các thầy có phải là tự thân nó là cái bàn không? Tự thân nó không có cái bàn, mà tự thân nó có phải là xưng danh là bàn không? Cũng không có xưng danh là bàn. Hoàn toàn do chúng ta đặt nó là cái bàn, chứ tự nó không phải là cái bàn. Nó là như vậy đó. Chúng ta muốn đặt cái gì là tùy chúng ta. Cho nên gọi là các pháp vốn không có tự tánh, mà do con người giả đặt. Cái này có phải Miro không? Hả? Cái này tự thân không có là Miro gì cả. Cho nên ở đây khi mà chúng ta thấy cái gì, như bây giờ các vị nói cái này là cái gì? À, người nó ly, người nó tách, đúng không? Nhưng mà ở đây hoàn toàn là, nếu Việt Nam chúng ta gọi là cái ly hay là cái tách, nhưng mà tiếng Anh nó đâu có gọi là cái ly, cái tách giống như chúng ta đâu. Nó gọi là cái cup hay là glass gì đó, đúng không? Như vậy thì bây giờ khi mà chúng ta nói như vậy, tự thân của cái ly nó không là cái ly, nhưng mà chúng ta giả đặt nó là cái ly. Bởi vì nếu nó thật là cái ly thì mãi mãi nó là cái